Sáng nay 16 tháng 8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân 582, sinh năm 1965, ngụ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong số 4 bệnh nhân có tiên lượng nặng phải chạy ECMO. Tình trạng bệnh được đánh giá là nặng không kém bệnh nhân 91 là phi công người Anh. May mắn là sự phối hợp của các bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi đã giúp cho người bệnh thoát khỏi cửa tử. Cụ thể, theo bác sĩ Trần Thanh Linh, người trực tiếp điều trị cho phi công người Anh, bệnh nhân số 91 và 582 đều có diễn tiến nặng và không thua gì nhau, tuy nhiên mỗi trường hợp lại khác nhau. Bệnh nhân 91 bị bệnh béo phì, tăng huyết áp, tổn thương phổi của bệnh nhân 91 rất nguy kịch. Bệnh nhân này điều trị kéo dài do mắc phải những nhiễm trùng tại chỗ trong phổi. Thời gian hồi phục cần thực hiện phục hồi chức năng và vật lý trị liệu. Bệnh nhân 91 có 56 ngày thực hiện ECMO và 65 ngày phải thở máy. Trong khi đó, đối với bệnh nhân 582, các bác sĩ đã thực hiện quyết liệt việc thực hiện ECMO từ sớm ngay từ đầu cho bệnh nhân do đã có kinh nghiệm, kết hợp điều trị với nhiều chuyên khoa, hội chẩn trực tuyến từ các giáo sư đầu ngành. Nhờ đó, bệnh nhân có tiến triển tốt hơn so với bệnh nhân 91. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết việc cứu chữa bệnh nhân 91 là một kỳ tích trong công tác điều trị của ngành y tế nước ta. Tuy nhiên, giữa bệnh nhân 91 và các bệnh nhân nặng COVID-19 tại Đà Nẵng có nhiều điểm khác biệt. Thì khác biệt thứ nhất đó là các bệnh nhân này đã diễn tiến bệnh lý, có những bệnh nền rất là diễn tiến rất lâu rồi. Và chính vì những cái bệnh nền này đã làm cho những cái biến chứng, ví dụ như là suy tim, suy thận và suy dinh dưỡng ở cơ thể. Và như vậy thì cái khả năng đáp ứng của các bệnh nhân ở tại thành phố Đà Nẵng so với cả ca 91 là rất kém. Cơ thể bệnh nhân đã bị giảm miễn nhiễm và đối với cả khi mà COVID-19 xâm nhập thì đây là một cơ hội cũng như là một giọt nước làm tràn đầy lên tình trạng bệnh nhân trở nặng rất nhanh và có những bệnh nhân chúng ta mặc dù đã cấp cứu tận tình cứu chữa nhưng mà cũng không qua khỏi. Trước đó, liên quan đến phác đồ điều trị cho các bệnh nhân tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết phác đồ điều trị COVID-19 từ giai đoạn 1 đến nay đã được điều chỉnh 6 lần. Tuy nhiên, phác đồ chỉ là khung điều trị. Đối với mỗi bệnh nhân COVID-19 thì bên cạnh hội chẩn của các chuyên gia hồi sức tại chỗ, còn có hội chẩn quốc gia trực tuyến giữa các đơn vị điều trị COVID-19 và tổ chuyên môn tiểu ban điều trị để có thể tận dụng kinh nghiệm của tất cả các chuyên gia đầu ngành. Đối với mỗi trường hợp đều được coi là những cá thể để có những quyết định điều trị phù hợp. Ngành y tế cũng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Đó là chúng ta không thể để xảy ra cái tình trạng nhiễm COVID-19 trong những cộng đồng yếu thế. Hiện giờ những cái cộng đồng yếu thế đó là các bệnh nhân nặng đang điều trị tại các bệnh viện, các cái bệnh nhân, các người cao tuổi, các bệnh nhân bị những cái bệnh lý nền như là bệnh tiểu đường, suy thận, vân vân. Đây là một cái điểm mà dễ phát tán của COVID-19 và đồng thời là nó là tăng nặng lên cái gánh nặng điều trị cho kể cả cho bệnh nhân lẫn cho ngành y tế. Đó là cái lớn nhất. Vấn đề thứ hai đó là cái việc điều trị của bệnh nhân COVID-19 thì cần phải được phát hiện sớm, theo dõi và có những cái biện pháp xử lý càng nhanh càng tốt để chúng ta hạn chế được cái sự lan rộng của virus. Được biết, số bệnh nhân COVID-19 nặng đang được điều trị tại trung tâm chuyên về điều trị COVID-19 như Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Hòa Vang. Những bệnh nhân nặng này đều là các ca nhiễm trên nền bệnh lý rất nặng. Phần lớn người bệnh đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối, suy thận hoặc chạy thận nhân tạo chu kỳ và các bệnh lý khác như suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì.